Trên thế giới, con số 3 là số phiên lao dốc của vàng tính từ thời điểm hiện tại, khi các quỹ đầu tư liên tục xả hàng ra nhiều hơn với niềm tin rằng nền kinh tế Mỹ đang phục hồi. Tại Việt Nam, tuy chênh lệch với thế giới vẫn còn hơn 6 triệu đồng, tuy nhiên vàng nữ trang đã giảm mạnh không phanh, bốc hơi hơn 500.000 cho mỗi chiều. Trong một diễn biến khác, ngân hàng HSBC đầu tư hàng tỷ đô la vào thị trường châu Á, nơi chiếm đến 90% lợi nhuận của ngân hàng này trong cả năm 2020. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá và chứng khoán của FPC ngày hôm nay. Thưa quý vị, vàng thế giới tiếp tục kéo dài chuỗi ngày ảm đạm sang con số 3 với lượng bốc hơi lên tới là 2,2%, tương ứng mức hơn 30 đô la Mỹ, xuống mức thấp nhất trong gần một tuần vào ngày thứ năm 25 tháng 2 theo giờ địa phương, khi đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cùng với dữ liệu kinh tế tốt hơn dự báo đã làm giảm nhu cầu kim loại trú ẩn an toàn. Giao dịch trên thị trường cho thấy vào đầu ngày 25 tháng 2, giới đầu tư vàng mua bán hết sức dè dặt. Thế nhưng, khi giá vàng rơi vào vùng 1.800 đô la Mỹ một ao, nhiều nhà đầu tư đã ồ ạt bán ra. Tính đến giờ cuối cùng của phiên, hợp đồng vàng giao ngay một lần nữa mất thêm 1,8%, xuống 1.772,86 đô la Mỹ một ao. Hợp đồng vàng tương lai cũng có mức giảm là 1,3%, neo tại 1.775,4 đô la Mỹ cho một ao. So với cùng thời điểm hôm qua thì đã mất lần lượt là 27,34 đô la và 24,6 đô la. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, phần nào phản ánh sự lạc quan cho nền kinh tế số 1 thế giới hồi phục, củng cố bởi số liệu của Bộ Lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước là 730.000, giảm mạnh so với tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích. Ngoài ra, với việc ngày càng có nhiều quốc gia triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, tình hình kiểm soát dịch bệnh đang tốt dần lên. Từ đó, giới đầu tư tài chính hạn chế đưa vốn vào kim loại quý và giảm số lượng vàng nắm giữ, giá vàng giảm sâu là chuyện tất yếu. Tính trong 8 phiên giao dịch gần nhất, các tổ chức cũng như các quỹ đầu tư vàng đã liên tục bán ra. Theo giới kinh doanh, SBD Goldshare, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới và nhiều quỹ khác đã bán ra kể từ khi số lượng vàng của họ nắm giữ đạt đỉnh vào tháng 9 năm 2020. Tính riêng trong phiên giao dịch vừa qua, một số quỹ đầu tư đã thoát ra hơn 5,4 tấn vàng sau khi ghi nhận mức bán ra là 6,5 tấn vàng vào phiên giao dịch liền trước. Sự xả hàng liên tục này rất đáng lo ngại cho giá vàng vì các quỹ đầu tư đã từng mạnh tay mua vàng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, tiếp tục tạo sức ép lên kim loại quý. David Meager, giám đốc giao dịch kim loại tại Hydra Future cho biết, trong khi vàng thường được tìm kiếm như một kênh phòng ngừa lạm phát, lợi suất trái phiếu cao hơn đã làm giảm bớt nhu cầu, vì chúng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Và chúng ta đang chứng kiến lợi suất vững vàng tiến tới trong vài tuần qua. Và điều đó một lần nữa lấy đi động lực tăng trên thị trường vàng. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell giải thích, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh là dấu hiệu của sự tin vào viễn cảnh kinh tế tươi sáng. Ông cũng bác bỏ những lo ngại về việc lạm phát có thể bùng nổ do một gói kích thích tài khoá lớn hơn được tung ra, hay là do nhu cầu chi tiêu bù sau khi nhiều người được tiêm vaccine ngừa SARS-CoV-2. Tính đến 11 giờ ngày 26 tháng 2, giá vàng thế giới giao ngay tại mức là 1.772,8 đô la cho chiều mua và neo tại 1.773,3 đô la Mỹ cho chiều bán. So với cùng thời điểm hôm trước thì đã giảm 36,7 đô la. Không chỉ bị quyến rũ bởi lợi suất trái phiếu, trong giai đoạn hiện tại, nhu cầu về vàng của giới đầu tư đã bị phân tâm bởi những kênh đầu tư thay thế khác, sinh lợi cao hơn như là Bitcoin hay là chứng khoán. Vì thế, giá vàng sẽ còn chịu áp lực giảm do nhu cầu bán ra tăng lên. Bản phân tích kỹ thuật cho thấy đã có một thực tế là kim loại quý đang rơi vào một xu hướng giảm trong ngắn hạn. Goldman Sachs Group vừa cắt giảm dự báo giá vàng với lý do cho rằng dòng tiền đang chuyển sang các loại tài sản có độ rủi ro cao nhưng sinh lợi nhiều hơn. Tuy nhiên, tổ chức này cũng dự báo vàng sẽ tăng trở lại trong quý 2 năm nay vì lạm phát có thể sẽ cao hơn khi hiện tại đà giảm của tài sản an toàn này khó có thể xuống sâu hơn khi được hỗ trợ do đồng đô la Mỹ suy yếu, với niềm tin của giới đầu tư về gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la của Tổng thống Mỹ Biden, có thể sẽ được Hạ viện thông qua vào cuối tuần này. Goldman Sachs cũng cho rằng tốc độ kích thích kinh tế của Mỹ và chính sách của Fed sẽ quyết định hướng đi của vàng trong những ngày tới. Tính từ đầu năm 2021 cho đến nay, vàng đã giảm khoảng 6% sau khi ghi nhận một năm 2020 tăng mạnh nhất trong vòng một thập kỷ. Trở lại thị trường tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC không còn dừng ở mức chững lại mà đã lao dốc mạnh theo chiều thế giới. Ghi nhận chiều mua đã mất mốc 56 triệu đồng. Tính đến 11 giờ ngày 26 tháng 2, Sài Gòn SJC điều chỉnh một lượng vàng miếng bán ra tại mức là 56 triệu 300 ngàn đồng tại thành phố Hồ Chí Minh và 56 triệu 320 ngàn đồng tại Hà Nội. Chiều mua vào neo tại ngưỡng là 55 triệu 900 ngàn đồng, giảm lần lượt 200 ngàn và 150 ngàn đồng.
Tương tự, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận cũng niêm yết ở mức là 56 triệu 300 ngàn cho chiều bán, chiều mua thì ở 55 triệu 800 ngàn đồng, đồng loạt giảm 200 ngàn cho cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp giữ mức giá bán thấp nhất tính tới thời điểm ghi nhận, neo tại 56 triệu 290 ngàn đồng, giảm 140 ngàn đồng. Trong khi đó, giá chiều mua giữ tại mức là 55 triệu 910 ngàn đồng, giảm 190 ngàn đồng. Giữ giá chiều mua tại 55 triệu 850 ngàn đồng là Doji, ghi nhận mức giảm 150 ngàn. Chiều bán ra điều chỉnh giảm 200 ngàn, còn 56 triệu 300 ngàn. Các loại vàng nhẫn vàng nữ trang thì cũng điều chỉnh giảm, theo xuống chung của thị trường. Vàng nhẫn 4 số 9 giữa chiều bán và mua lần lượt ở mức là 54 triệu 200 ngàn và 53 triệu 600 ngàn. Hai chiều đều giảm hơn 400 ngàn đồng. Vàng nữ trang 24K và vàng 18K thì cũng có mức giảm từ 300 ngàn đồng trở lên, như số liệu chi tiết mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình. Tiếp nối bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC sẽ là tổng quan thị trường. Mới đây, ngân hàng HSBC tuyên bố sẽ đẩy mạnh việc chuyển hướng sang châu Á, bất chấp quan hệ kém thuận lợi giữa Trung Quốc và phương Tây, sau khi báo cáo lợi nhuận của cả năm 2020 giảm 30% so với năm trước do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19. Lợi nhuận sau thuế của HSBC trong năm 2020 là 6,1 tỷ đô la, chủ yếu do các khoản lỗ tín dụng tăng cao hơn dự kiến và các khoản nợ xấu khác. Kết quả trên được công bố trong bối cảnh HSBC vừa công bố một chiến lược mới, theo đó đặt mục tiêu chiếm thêm thị phần tại châu Á, khu vực tạo ra phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng lớn nhất châu Âu này, với 90% lợi nhuận được tạo ra với Trung Quốc và Hồng Kông là động lực tăng trưởng chính. Theo chiến lược này, HSBC sẽ đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ vào việc đẩy mạnh hoạt động trên khắp châu Á, đặc biệt tập trung vào việc quản lý tài sản tại khu vực đang ngày càng phát triển hiện nay. Quay trở lại với tỷ giá ngày 26 tháng 2, tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm trong bối cảnh lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhanh trong những ngày qua, củng cố niềm tin về việc các ngân hàng trung ương có thể bắt đầu từ bỏ các chính sách nới lỏng tiền tệ, ngay cả khi các nhà quản lý duy trì quan điểm ôn hòa. Tại Việt Nam, giá một đô la Mỹ bán ra tại mức là 23.774 đồng, giảm 2 đồng, mua vào mức là 23.125 đồng, không đổi so với các phiên trước đó. Giá đồng euro niêm yết chiều bán ra neo tại 28.958 đồng, giảm 1 đồng. Còn chiều mua vào neo tại 27.271 đồng, giảm 1 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ, được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 23.130, không đổi so với cùng thời điểm hôm trước. Lợi suất trái phiếu chính phủ bất ngờ gia tăng lên hơn 1,6%, cao hơn vượt tỷ suất cổ tức của S&P 500, đã khiến tâm lý của các nhà đầu tư lo ngại. Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 559 điểm, tương đương với 1,8%, xuống 31.402 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 2,5%, khoảng 96 điểm, xuống còn 3.829 điểm. Ghi nhận ngày tồi tệ nhất trong vòng một tháng qua, chỉ số Nasdaq Composite rớt 3,5%, phương giảm 478 điểm, còn 13.119 điểm, chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất kể từ ngày 28 tháng 10. Các chỉ số chính của Fubon sụt giảm nhanh chóng khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng cao với 1,6%. Mức tăng xảy ra đột ngột khiến tâm lý của các nhà đầu tư tài sản rủi ro trở nên lo ngại. Tuy nhiên, sau đó lãi suất giảm trở lại khoảng 1,52%, mức cao nhất kể từ tháng 2 2020. Việc lãi suất tăng cao có xu hướng ảnh hưởng đặc biệt đến lĩnh vực công nghệ, bởi nhóm này vốn phụ thuộc vào hoạt động đi vay được nới lỏng để tăng trưởng. Các cổ phiếu công nghệ lớn như Alphabet, Facebook và Apple đều giảm hơn 3%, trong khi Tesla giảm 8,1%. Microsoft cũng sụt 2%. Các nhà đầu tư đã không chú tâm đến dữ liệu kinh tế khả quan. Theo Bộ Lao động Mỹ, tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 730.000 trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 2 so với con số 845.000 được các nhà kinh tế dự đoán. Trong khi đó, lượng đơn đặt hàng lâu bền tăng 3,4% trong tháng 1 so với mức tăng là 1%, dự báo bởi chuyên gia. Cổ phiếu ở châu Á giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ 6 sau đợt giảm qua đêm trên phố Wall do lợi suất trái phiếu tăng nhanh đã làm lung lay tâm lý nhà đầu tư. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 dẫn đầu mức thua lỗ giữa các thị trường chính trong khu vực khi giảm 3,99%, đóng cửa mức 28.966 điểm, trong khi chỉ số Topix giảm 3,21% để kết thúc ngày giao dịch ở mức 1.864 điểm. Kospi của Hàn Quốc giảm 2,8%, đóng cửa mức 3.012 điểm.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 3,42%, tính đến giờ giao dịch cuối cùng. Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng giảm trong ngày, với Shanghai Composite giảm 2,12% xuống 3.509 điểm, trong khi thành phần Thâm Quyến giảm 2,16% xuống khoảng 14.507 điểm. Chỉ số S&P ASX200 của Úc cũng bị lỗ khá lớn khi giảm 2,35%, đóng cửa mức 6.673 điểm. Mở phiên giao dịch sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam cùng pha với thị trường chứng khoán thế giới khi xuất hiện trạng thái rung lắc mạnh đầu phiên. Sắc đỏ hiện đang bao phủ ở hầu hết các nhóm ngành. VN Index kết phiên tăng 0,26%, đạt mức 1.168,47 điểm. Chỉ số HNX Index tăng 1,23%, đạt 249,22 điểm. Đầu rộng thị trường nghiêng về bên mua với 446 mã tăng và 368 mã giảm. Ở nhóm ngành vật liệu xây dựng, sắc tím xuất hiện ở các mã như VGS, NKG, BOM, v.v. Sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm ngành bán lẻ với mức kịch trần của SVN, HAX bật hơn 3%, THD tiến hơn 2%, AST, CIA và BNG cùng tăng hơn 1%. Ngược lại, ông lớn MWG cùng với CTF và FGT là những mã giảm của ngành. Khối ngoại bán ròng hơn 470 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 25 tỷ đồng trên sàn HNX.